Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với đội hình tiêu biểu SEA Games, một chương trình rất mới trên VTV Cup. Các thân mến, đội hình tiêu biểu thì đã có rất nhiều những chương trình được thực hiện trên thế giới, nhưng với chúng tôi, với VTV Cup và với Việt Nam thì có lẽ đây là lần đầu tiên đội hình tiêu biểu là nhắc đến những cá nhân xuất sắc nhất trong bộ môn bóng đá. Và tại sao lại là SEA Games? Bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong quãng thời gian sắp tới, SEA Games sẽ được tổ chức tại Campuchia và VTV Cup thì cũng đã có bản quyền chính thức. Thế nên đội hình tiêu biểu SEA Games sẽ là chương trình đồng hành với những giải đấu này. Và cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ có những câu chuyện cực kỳ thú vị liên quan đến SEA Games qua nhiều thời kỳ khác nhau. Ngày hôm nay, trong những số đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ gặp một người thực sự là đặc biệt. Một người đã 5 lần vô địch ở SEA Games ở bộ môn bóng đá nữ, đã mang lại rất nhiều những danh hiệu vinh quang cho bóng đá nữ nước nhà. Và nhắc đến đây thì có lẽ là mọi người cũng đã biết đó là ai rồi, đúng không ạ? Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khách mời của đội hình tiêu biểu SEA Games, bác Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng của đội nữ Việt Nam. Cháu cảm ơn bác Chung đã dành thời gian cho All Football và All Sport để góp mặt trong chương trình ngày hôm nay.